trước kia một tuần tôi lúa một tường một đấy. Có chơi mùa. Thế em đi nhờ nhà một tí nhá. Thì thời gian này là anh tưởng là đi làm thuê rồi. Không, em cũng muốn đi làm nhưng mà vợ với vấn đề con này. Thế là tối là cũng ăn như thế rồi hả? Vâng. Không, tối thì lấy đun lại. Tối đun lại. Nhất để cho người ta để đấy trước. Vâng. Hoặc là sáng hôm sau ngày kia thì em chỉ việc là chở thôi. Vâng. Mình không phải chờ nữa. Vâng, cháu xin thành cả các cô bác giáo viên sinh viên rất là nhiều đó. Xin chào quý vị thân mến. Hiện tại thì em Dương đã có mặt tại thôn của em Lúa nhà sập, cũng như là chỗ nhà em Lính em Xính bị sập nhà ấy. Hôm nay thì em Dương vào đây để trả phần quà của các cô bác trong nhà Master Chân Như cũng có gửi về giúp đỡ cho gia đình của em Lúa. Đó là một phần quà trị giá là 1 triệu đồng trích từ quỹ cứu trợ và bữa ăn tình thương, là hai trích cả hai suất quà tổng là 1 triệu đồng để mua gạo này, mì tôm, trứng, cá hộp và thực phẩm cho gia đình. Còn một phần quà là 500.000 đồng để cho mua đồ sơ sinh cho bé. Nhưng mà anh em chú cháu hôm nay là cũng đi qua đây đến xã thì cũng muộn rồi, thì cũng chú cháu cũng không biết là mua gì cho phù hợp cho bé. Thì chắc là cũng lát nữa em Dương lên trên, đi lên trên đấy thì xem mà gia đình thì sẽ đưa tiền mặt cho gia đình. Còn để đến ngày chợ gia đình xem có thiếu thốn, bé thiếu thốn cái gì sẽ để cho gia đình tự đi mua sau. Còn và thêm nữa là cũng có cả một phần quà là cho tem để hỗ trợ tiền xăng xe đi lại cho anh em. Thì nhân đây thì cháu Dương cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác trong nhóm Master Chân Như đã gửi những cái khoản hỗ trợ này để giúp đỡ cho không chỉ gia đình nhà em Lúa mà còn giúp đỡ cho tiền xăng xe đi lại cho anh em đội tim chúng cháu. Cháu không biết nên nói gì hơn, xin được kính chúc các cô bác thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Còn ở đây những phần quà thì anh em chúng cháu có mua đây, cô bác còn nhắn là mua 2 thùng mì, gạo, trứng, cá hộp cũng như là thực phẩm ở trong này. Thì lát nữa cụ thể như thế nào thì lên đến trên kia thì em Dương sẽ mở ra và chia sẻ sau. Và ngày hôm nay thì em Dương về đây thì cũng có muốn là đi lên trên kia trao đổi với chỗ em Xính, nhưng là xong hiện tại thì trời cũng đã khô, không nắng rồi, đường khô rồi thì cũng chắc cũng túc tắc là chuẩn bị là tập kết vật liệu ra đây để là làm cái hàng láng cái nền nhà của em đấy, vì cũng có cái khoản quỹ các bác cũng gửi đến về để láng nền nhà cho em Xính ấy. Thì cũng muốn lên trao đổi với gia đình luôn. Thì hiện tại bây giờ cũng khá là muộn rồi, cũng sợ là hôm nay chúng cháu cũng có tiện có việc đi qua đây thì chúng cháu cũng tiện là vào luôn. Bây giờ cũng đã là 5 giờ kém rồi đấy các bác đây. Đấy là không biết là con đường này hiện tại là còn đi được hay không, vì được vừa rồi là mưa gió sạt lở nhiều quá, con đường lên từ đây lên này đi khá là dốc. Đây, bây giờ thì em Dương xin mời toàn thể các bác anh chị và mọi người theo chân anh em chúng cháu đi lên trên kia xem mà cuộc sống của gia đình hiện tại như nào nhé. Ồ, đường sửa ấy sao? Đường sửa rồi các bác. Dễ đi hơn một chút, tuy nhiên là vẫn khá là dốc. Đi nhờ xe qua bên này này. Đấy, thì chắc là bây giờ em Dương sẽ đi sang bên qua em Lúa ra hộ vác đồ để xem, chắc không đi được nữa, để bên này thôi. Em quay phim ở đây trồng đồ ấy, vì đây vắng quá. Đây, đường chắc là bây giờ đi qua trước cửa nhà người ta này quá này. Còn sợ chó đấy cơ. Ôi, bỏ nhiều rồi đấy. Gia đình này đóng cửa mất rồi, không đi qua được. Trước cửa nhà không có đường mà đi, hay là đường nhà Lúa lại bây giờ có thêm cái đường khác đi rồi, không tìm được lối luôn đấy. À quên mất,
Nãy biết thế đi qua chỗ đằng sau bên kia. Hiện tại chiều muộn rồi, mùa này hiện tại cũng đang sang thu rồi các bác. Nên là trời tối cũng khá là nhanh. Nở. Ô. Bây giờ lại đi qua đây nữa hả? Hết chiều. Với cái đường trước kia một tòa tù lô một tường đấy. Có chim mùa. Thế em đi nhờ nhà một tí nhá. Đi qua nhà nhờ một tí nhá. Nữa nhá từ này. Có vị chị có biết lúa ở nhà ở lúa đang ở đâu? Đâu đâu lúa đâu đâu cho em nói chuyện. Lúa ơi. Em đang ở đâu ấy? Em ở lúa anh ở dưới đường kia. Em về nhà đi anh Dương mà. Xong là em sọ qua cái chỗ nhà ở bên kia để hộ anh vác đồ tí nhá. À, nhanh nhá. Ôi nhà làm gì mổ con gan to thế. Hả? Quá chỉ tụ nè hô tụ tụ ở tụ chỗ này. Tụ gia chủ. Tụ nè tụ gia chủ chưa? Ừ. Tụi tụ gia chủ lo như này. Tụi tụ ra à la cho. Em chào anh nhá. Đây à. May quá có chị gái này còn có gọi điện cho lúa. Nhà này vừa mới làm mà anh? Nhà này vừa mới làm à? Hồi làm quả nhà to thế. Đây chuyển vật liệu khó đấy nhỉ. Làm bao nhiêu lâu thì mới chuyển được vật liệu về đến nhà được anh? Một tháng. Một tháng là còn lại cấp tốc làm ấy nhỉ. Còn như kiểu à ơi và vừa làm vừa tìm thì chắc là cũng còn nữa lâu nữa. Nhà làm hết bao tiền anh? 60 triệu á? Ô tất cả hết thì 60 triệu là nguyên tiền công đúng không? Đây này có gia đình là con để có làm cột hết đứa này các bác này. Cột này là cột bê tông mà con ở đây là hầu như là làm những làm nhà đều phải là có đổ cột hết. Phía bên này là nhà gia đình vẫn là chưa xong, vẫn còn làm công trình phụ nữa đây này, đang công trình phụ làm chưa xong. Đường này là ngày trước là em Dương nhớ rồi, đường cái đây là cũng chính là ngôi nhà mà ngày trước cái tấm pờ lô của nhà em lúa là bay vào bên trên mái sao đây này. Nhà làm rất là cao thoáng và rộng luôn, tuy nhiên là cũng không làm buồn ngủ nhá. Bạn này đang làm gì đấy? Gia đình là đang chuẩn bị phòng khách các bác. Đây buồn ngủ thì cũng chỉ là quay vào lấy ván quay vào tạm như thế này thôi này. Anh đây nhà anh này có phải nhà của anh có phải là đợt vừa rồi là gió tốc mái của chỗ nhà lúa không là bay vào trúng nhà anh không? Đúng rồi. Đúng. Nhà anh là bị mất bao nhiêu tấm tấm pờ lô? 2-3 tấm. 2-3 tấm là nguyên mái thôi đúng không? Yeah. Là cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều nhỉ? Bay đi xa thôi. Nhà anh có bị bay mái không? Không. Không bị bay mái. Chỉ nhà lúa bay về trúng thôi đúng không? Yeah. Lúa đi làm tận đâu hả anh ấy? Lúa nào dưới kia? Ở dưới chỗ khu nhà xính dưới kia? Yeah. À cái nhà xính là nhà dưới kia nhỉ? Xính cũng làm nhà quả nhà to thật đấy. Em xính là cái cũng chính là ngôi nhà mà nhà bị sập ấy cô bác. Bây giờ ở đây nhìn thấy cái mái ngói pờ lô trắng trắng ở phía dưới kia. Chuồng bò ngay cạnh luôn. Đây là chỗ nhà của em xính. Vâng em chào anh nhá. Em đi sang bên này em chờ lúa một tí đã. Không tí lúa lại không biết ai. Sau một quãng thời gian anh em chúng cháu cũng không được vào đây thì bây giờ các ở đây cũng có rất là nhiều hộ là cũng đã xây được nhà mới, sửa sang lại nhà cửa. Và cũng qua cái đợt bão lũ gió tốc mái này bay hết mái nhà mọi thứ thì có những hộ gia đình là cũng được sự hỗ trợ của nhà nước thì cũng có
hỗ trợ thêm thôi, chứ cũng không đủ. Cũng có làm được nhà mới, ví dụ nhà bên này này, nhà lúc nãy anh em chúng cháu nó cũng có dừng xe. Đấy, nhà này là ngày trước là cũng nhà gỗ thôi, bây giờ thì cũng được xây xung quanh rồi. Nhưng ngày xưa trước là nhà gỗ, bưng bằng gỗ. Không biết bên này có đi được không nhỉ? Hơi tối, chắc qua đây tiện hơn, qua chiếc của trường bò lại. Bây giờ thì em Dương sẽ chờ em lúa về xong là hộ anh em này bác quà thì sang chỗ nhà em đấy nhá các bác nhá. Đấy, thì đường nhà em bây giờ có đường nào đi xe máy về đến nhà được không? Đường này đi về đến điểm mà. Đường bên trên á? Vâng, đường này không đi được. Thế thì không biết lại đi qua đường bên dưới. Anh bảo này, hôm nay anh có mang quà vào đấy trước, nhưng mà anh hỏi tí, bây giờ đường vào nhà em như thế này thì trước già cũng vào đây có thông báo với em rồi đúng không? Ừ. Để cái việc là láng nền nhà ấy, có bác cũng có gửi tiền về để giúp em láng nền nhà, thì bây giờ thời gian vừa qua thì cũng đang mưa thì đường trơn trượt không đi được, bây giờ cũng đường khô rồi. Vâng. Em túc tắc đang chuẩn bị làm thôi nhỉ? Vâng. Mấy hôm trước em gọi điện cho anh Giàng rồi nhỉ? Hả? Anh gọi điện cho anh Giàng rồi mà. À đây à? Bảo là bây giờ không mưa ấy, đường khô thì nếu mà được thì chờ vật liệu về lắm này. Chờ vật liệu về. Thế bây giờ để tối đi, tối anh liên hệ xe xong là nếu mai vào không kịp thì xe có vào đỗ kia ấy, thì sẽ em cứ trở về trước vào đây sau. Mà nhưng mà mai em phải đi một chuyến Đồng Văn. Đi Đồng Văn làm gì? Đi giúp mấy anh kia đi xây cống. Đi xem cúng á? Ừ. Đi xây cống. Đi bói à? Ừ, đi bói. Đưa họ đi anh nhỉ? Vâng. À. Thế anh hẹn như thế nào ngày kia? Okay. Ngày kia á? Vâng. Kia về em. Ừ, thế ngày kia cũng được. Vâng. Thì để làm cho xong luôn ấy, không cũng vâng. Thì thời gian này là anh tưởng là đi làm thuê rồi. Không, em cũng muốn đi làm nhưng mà vợ mới để con này đi xa thì sợ lúc con bị ốm thì mẹ cũng không thể. Nhưng mà vợ để phải để được bao lâu rồi? Chờ đầy tháng chứ? Gần 2 tháng rồi. Gần 2 tháng rồi gì? Vâng. À anh lâu quá anh cũng không vào được. Thế được, thì bây giờ để phát quà này đi sang bên nhà em đi. Vâng. Bây giờ anh tưởng là vẫn qua đường này nữa là đường trên này thì về đến nhà này, đến nhà đi thì cũng đi được vào nhà rồi. Cũng chỉ đến đây thôi á? Đi được vào nhà em mà. Đi xe vào đến nhà được luôn? Vâng. Nhưng mà nhà này làm vừa mới làm đây à? Lâu rồi, năm ngoái làm. Đâu, hình như lần trước anh có phải qua nhà với qua nhà này là lần trước vấp lấy mua bần lô kia thì đi qua nhà này mà. Anh nhớ là hình như nhà gỗ hay sao mà? Không. Nhà xây. Nhà xây mà. Thế ạ? Vâng. Em quên rồi. Đi bác cả đi. Ừ. Cái này thế này. Là cái mì tôm thế này. Nhờ bác kia được không? Hộ cầm mì tôm được không? Chết cô ơi. Đó là nấu cưa ở đây. Đi lấy đi. Em bác vào đi. Vâng. Bé này nhà ở đâu ấy? Dạ. Bé gái này nhà ở đâu? Nhà ấy. Ừ. Nhà bên kia. Nhà bên kia à? Dạ. Muốn nhờ một tí nhà đâu nhỉ? Cứ chú một tí nhá. Được không? Không, một thùng. Thùng này để anh này cầm. Đấy. Cái gì đó? Xem mua đây đó. Còn chứng như này. Đây là người ta bịt đường hết đi rồi ấy nhỉ? Không có đường mà đi luôn á. Sợ có trộm ấy. Hả? Bịt mất đường rồi. Sợ có trộm. Đường đi này. Có mua được xe cũng không có cái đường xe vào đến nhà. Vào ba kiểu lặp lách. Mấy cái nhà lặp này đó đi chu vào nhà này vào luôn. Hả? Có xe thì chu vào nhà này luôn. Ừ, chu qua nhà, nhưng mà ví dụ như hôm nay chẳng hạn không có ai ở nhà thì mình phải Lại phải bỏ xe đấy thôi.
Hả? Chó ở chỗ à, để cũng có chó không đấy. Thế bình thường là cũng mở cửa à? Đi qua sau này cũng được. Bình thường là nó cũng mở cửa nữa. Xe đến đây nữa. Xe đến đây. Ừ, anh nhớ rồi. Anh nhớ là đường xe về đến đây mà. Đường này thì cũng không gọi người ta ấy. Tức là nghe nào. Đường cái này là không có. Ok, rồi. Rồi. Nhưng mà có phải là lúc nào người ta cũng có để cửa như thế này đâu? Nếu mà người ta không để cửa mà đi đường sau thì tôi để cửa là phải đi đường khác thôi. Đây. Ô, thằng cu kia đâu rồi? Thằng kia. Ừ. Đi trước đằng sau ấy nhỉ? Đi trước đằng sau nhỉ? Trên này, ui, về tới nhà nó lại quay về rồi. Ây ô. Ô, dưới này cũng đang chuẩn bị làm cái nền nhà mới à? Cái này là thằng em trai ấy. Em trai của em á? Vâng. Là đang chuẩn bị làm nhà mới à? Vâng. À. Cái này là người xúc hay là thuê máy xúc? Máy xúc. Máy xúc à? Bao nhiêu tiền? Thuê bao tiền? 12 triệu. 12 triệu. Rẻ thế thôi á? Không phải rồi. Lúc em đầu cái đất nhà em nghe đến 8 triệu. Nhưng mà anh thấy cái chỗ này, bà con là làm san nền như này là toàn để cái tả ly hơi cao. Không giật cấp. Nó dốc quá rồi. Ừ. Dốc quá thì phải mình phải giật cấp để cho nó an toàn chứ. Ô, đây, xe về đến nhà đây, xe của em đây à? Đấy. À. Tức là em đi qua đường bên trên. Đấy. À, xe về đến nhà được. Đi biển bên thì xe về đến nhà. Ờ. Ôi dồi. Ông lúa ơi, lúa. Sao lại để cùi cùi để như này. Vợ con đâu rồi? Vợ đi nước ngọt rồi, con thì cũng có anh trông đưa đi cho anh gái trông ở trên kia. Vợ đi giúp họ á? Vâng, vợ có thể là em đi giúp họ anh trông ở dưới. À. Ừ. Con không có ai trông thì đi cho mấy đứa em gái nó trông. Nhà lúa ở đây các bác thật sự là để mà tính ra bây giờ là láng nền của nhà lúa cũng khá là sương ấy, bởi vì là nhà rất là rộng. 1, 2, 3, 4, 5 gian. 5 gian mà nguyên cái 3 cái gian chính. Cái gian chính này là đang... Cái gian này có 3 mét không? Gian này á? Ừ. Hơn 3 mét chứ? 1, 2. Gian này chắc là 3 mét thôi. Ừ, tầm 3 mét. Tầm 3 mét đi đấy. Ừ. Mấy gian kia là khoảng tầm hơn 2 mét à? Ừ. Là... Nói chung là vật liệu là cũng mua khá khá đấy. Ừ. Ba mét này, 3m1 này. Này 3 tấn là 3 tấn to này thì 1 tấn 1 mét, 1 mét rộng. 1 mét nhờ em vẫn còn trường mà đây thôi. Thiếu đúng không? Vâng. Vẫn thiếu mà. Kiểu gì là 3 tấn hơn 3 tấn 3m1 này. Đấy. Thành cái này là bao nhiêu tấn này? 2 tấn. 2 tấn. 2 tấn còn cắt thêm nửa nữa. Vâng. Đúng không? Vâng. Là 2m rưỡi. 2m rưỡi, 2m rưỡi là 10m này, 10m là 3m1 nữa là. À đâu, là 5m, 5m, 8m. 8m1. 8m1 bên kia là 5m nữa. Lúc anh dàn cái về thì đo đường 12m dài. 12m dài ấy? Vâng. Lấy thước ở đâu đâu? Lấy thước mét dưới là nhà anh dưới. Nhà anh dưới kia? Vâng. Là 12m dài? Vâng. Còn rộng thì không có 6 mét. 6 mét để đi tới ngoài. Thì mình láng, mình phải láng cả ra ngoài chứ. Vâng. Ừ. Láng cả bên trong bên ngoài ra ngoài chứ. Nếu mà láng nguyên cái nồi nền thôi thì nó làm gì. Vâng. Nguyên trong nền trong nhà thì nó làm gì. Thì láng thì láng cả ra cái hiên bên ngoài luôn. Nhưng mà xem cái chỗ đất nào, đố đá nào gồ ghề quá thì dọn bớt đi. Vâng. Ra đến ngoài này luôn này này, ta hết hiên này luôn.
Còn nếu không thì ta đến đây thì cho luôn cam một tí bên ngoài này cho nước nó thấp xuống kệ nó. Nước để nó nước nó chảy xuống nó chảy xuống. Xung quanh là cứ phải lấy ra hết thiên này thôi. Cứ làm để được mình đã được láng thì làm được một lần cho xong thì nó không được nữa. Đúng không? Trong là khơi cái rãnh cái nó xuống thấp một tí thì nước mưa nó tràn vào. Không bên này thì sợ chảy xuống dưới này sợ đó sẽ lệch xuống. Cho nước nó phải chạy đi đường bên này. Cho nước chảy sang bên kia tức là để bên cao hơn nữa. Nói chung nó cũng không liên quan đến cái nền nhà mấy nhưng mà đấy cứ nói trước như thế. Thì thế từ ngày kia với mới lấy à? Vâng. Mai là mấy giờ em đi? Mai chắc phải 4 giờ thì em đi ở 4 giờ. 4 giờ sáng? Vâng. Thì tầm mấy giờ về? Ít nhất phải 1 giờ hay là 12 giờ. Tầm chiều là về cái gì? Vâng. Không thì nếu mà như thế thì anh sẽ xem là gọi liên hệ vật liệu thì đến mà được thì không nếu anh liên hệ được thì bảo em cứ cẩu về chợ trước cứ không cứ ý là nhận để cho người ta để đấy trước. Vâng. Hoặc là sáng hôm sau ngày kia thì em chỉ việc là chở thôi. Vâng. Mình không phải chờ nữa. Vâng, như thế đúng không? Vâng. Thế để ngoài đường dưới kia có phải có sợ ai lấy không? Không. Có sợ đâu gì. nhưng mà gia đình cũng phải đi cào cái chỗ đất ở đấy đi hết xong là để còn mình còn lấy cái chỗ để không có phí hết vật liệu ra. Vâng. Nhá. Bảo vợ đang ngủ cả một giường ở đây nữa à? Không, giường này lúc vợ để con mình cũng phải ngủ ở đây nữa. Nhưng với lại có mấy em gái ghé, nó không thích ngủ trên, nó lại xuống dưới này ngủ. À. Là có mình một giường ngủ đây nữa, nhưng mà có hai giường ngủ mà đúng không? Dạ. Chỉ có một giường nữa à? Ba giường à? Không, trong kia không có. Là mỗi một giường này thôi. Mỗi một giường này. Nói chung là bây giờ con em mấy đứa rồi nhỉ? Quên mất rồi. Em hai đứa. Hai đứa là cái đứa sau đúng không? Vâng. Ừ, đứa sau nữa thì bây giờ nhiều khi là cũng con cái nữa thì ngủ mà một chỗ thì chắc là cũng không hết được giường thì cũng hẹp nữa. Vâng. Đấy, ra đây anh bảo. Đấy. Anh bảo là hôm nay anh vào đây thì có các cô bác trong nhóm Hoa Sen Như cũng có gửi tiền về là 1 triệu để anh cũng có mua gạo này, mắm muối, mì chính, thực phẩm cá hộp về cho gia đình. Còn 500.000 là để mua đồ cho trẻ sơ sinh, cho con của em ấy, là đứa bé vừa mới sinh đi kìa. Vâng. Nhưng mà hôm nay thì không phải ngày chợ thì anh cũng không biết như mua cái gì đã. Em con em đang thiếu cái gì anh cũng chưa không biết thì anh sẽ đưa tiền mặt cho em. Vâng. Để em tự đến ngày chợ đưa cho vợ để vợ đi mua cái gì thì mua nhé. Vâng. Đây là cái chỗ tiền mặt là 500.000. Cái này nhá, anh nhắc lại nhá, cái chỗ này là tiền của các cô bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như gửi về để mua đồ cho em bé vừa mới sinh của nhà em. Đấy thì cái này đưa cho vợ hoặc đến ngày chợ bảo vợ đi mua đồ cho con nhé. Vâng. Ừ, đây anh gửi em này. Đấy, bây giờ trước khi mở cái phần quà này ra thì em cũng cảm ơn các cô bác trong nhóm Hoa Sen Chân Như. Cháu xin chân thành cả các cô bác giáo Hoa Sen Chân Như rất là nhiều đó, hỗ trợ và rất là nhiều cho cháu, nhưng còn hỗ trợ cả tiền mặt cho cháu nên cháu xin chân thành cảm ơn con bác rất là nhiều ạ. Vâng, đây là những lời cảm ơn của em Lúa, cũng rất là cảm ơn các cô bác đã gửi những phần quà hỗ trợ này đến giúp đỡ cho gia đình. Còn đây nhá, thì em Dương có mua là gạo này, đây bên này là mì tôm, còn ở đây là trứng nhá. Trong này thì có mắm muối mì chính cá hộp cũng như xà phòng đấy. Anh số tiền dư còn còn dư một ít anh mua cả thạch cho con nữa. Đây xà phòng đây nhá. Đấy ý thì nó để lên trên này. Còn trong này là đây là mắm muối mì chính dầu ăn đây, còn trong này là cá hộp đấy nhá. Đây cá hộp cũng như là còn dư tiền là anh mua cả thạch cho con đây nhá. Xong là thấy thì cất đi cho con. Xong là cái cá hộp này em biết ăn rồi đúng không? Vâng. Theo như anh không nói nữa đâu nhá. Ừ đấy cá hộp này. Còn tí nữa vợ về thì nhắn vợ xong là anh bảo nhá, cái chỗ nền nhà thì biết chắc chắn là trước mắt thì mình sẽ chuẩn bị là láng nền thì mấy hôm nữa tí nữa gọi điện cho anh đi, tí nữa gọi điện cho anh không là về thì để tối anh liên hệ xe xong là bảo chiều ngày mai người ta chở vào cho mình luôn. Vâng. Chở vào cho mình luôn xong là
trước mắt là lấy bột trước, không là đến ngày kia thì người ta sẽ chở xi vào nốt, rồi mình sẽ láng nốt cái chỗ nền. Và còn những cái gì mà cần cần vận chuyển trước ấy thì mình cứ chuyển trước đi, và cái hôm đấy lấy bột vào ấy cho thẳng vào nhà luôn đi. Vâng ạ. Nhá. Lúc chưa vào thì vẫn chưa thẳng vào đấy luôn. Ừ. Chuyển thẳng vào nhà luôn. Ví dụ như là cái chỗ này này, mấy cây ấy này thì mình cứ dọn hết đi. Mấy cái tấm polo kia thì cũng dọn đi. Quần áo này gọn, để gọn gọn vào. Hoặc là không thì gấp lại, không thì bỏ ra xong là để trên tạm trên gác trước này đỡ bụi bặm. Xì rét nữa. Đấy thì anh sẽ tính toán xem là có bao nhiêu ấy, xong là anh đặt vào trong rồi anh sẽ thông báo với gia đình. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ. Về ngày mai về tầm là tầm 1-2 giờ chiều là về đúng không? Vâng. Ừ, thì để anh còn biết đường mà đặt. Vâng, thời gian này gia đình ăn cái gì đấy? Ăn cơm thôi. Ăn cơm à? Có ăn mè mén hay là có gạo ăn không? Ăn mè mén thôi. Mè mén à? Ở đây là thực chính của gia đình. Dùng hải quả này múc luôn à? Vâng. Đỡ phải múc nhiều lần đúng không? Một phát là ăn ngay nữa. Đây này. Thế là tối là cũng ăn như thế rồi hả? Vâng. Không, tối thì mình lại đun lại. Tối đun lại. Vâng. Ừ. Lại cho thời gian này có rau gì ăn không? Rau không có đấy. Không có. Đi tìm nào có cột bí nào thì lấy cột bí đấy vào ăn. Ở nương bây giờ làm gì còn bí nữa? Không có rồi. Bây giờ không có. Bây giờ nếu ngày trời đi mua được rau thì mua mấy rau thì ăn. Ừ, ngày chợ thì đi mua ít rau thì ăn thôi. Vâng. Xong là đấy có cả cái cá hộp kia kìa, thì tối làm cho các con ăn luôn. Vâng. Năm nay thu ngô được nhiều không? Không có, không được đâu, được tí. À, cái này là đợt bị nhà bị sập kia là cũng thu về. Đâu, cái này là cái của vụ vụ năm nay chứ đúng không? Vâng. Ừ. Năm nay có được tí như này nữa à? Vâng. Liệu có đủ ăn không? Không, hai vợ chồng với lại có ăn con thì con đều ăn. Ừ, con thì ăn ít thôi. Ăn ít thôi. Ừ. Hai vợ chồng nếu mình đi làm đấy thì vợ còn người nhà thì cũng có ăn nhiều đấy. Thôi được rồi, thế thì ấy chắc cứ chuẩn bị nhá, xong là. Ừ, tí nữa gọi điện cho anh để anh biết số điện thoại, xong là có gì anh còn liên lạc. Vâng. Nhá. Vâng. Vâng. À, các bác, ngày hôm nay thì em Dũng có vào đây để trao phần quà của các bác trong nhóm Master Chân Như cho gia đình của nhà em Lúa, cũng như là trao đổi một số công việc cho gia đình cùng với gia đình như vậy. Còn là bây giờ cũng khá là muộn rồi, chắc có lẽ em Dũng cũng xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý các bác ở cái video tiếp theo ạ.